Ủa Tết rồi á, thèm mứt dừa quá. Giờ này làm mứt dừa đâu. Cũng ăn mứt dừa hả? Dạ. Đi xuống xíu cầu xin đi, dễ mặn cho. Cái này cái này hơi chưa con, hơi non. Này vừa hơi non. Dạ. Con xuống xíu cầu về em làm cho. Dạ. Xin về trái đi. Cầu ơi. Cầu có nhà không? Má ơi, Jenny kêu. Kêu có gì không? Cầu ơi, cho con xin mấy trái dừa. Về làm mứt dừa ăn. Ơi con. Để đi cây ngoài đó đó. Dạ. Tự bẻ luôn ha cậu ha. Trái thứ ba. Cậu ơi, con gửi cái dao. Con cảm ơn nha cậu. Cậu con về. Tẻ con về. Dạ chị ơi, cho em xin mấy cái bông horobit để em về em làm màu bánh mứt dừa. Dạ em cảm ơn. Em xin được ít lá cẩm rồi anh chị. Dạ sẽ để chổng để chút làm màu cho cái dừa, sên mứt dừa. Em đang chặt cái dừa để mà làm mứt dừa ăn Tết nha anh chị. Ấm mới chỉ em là trước khi mình đập cái dừa mình dằn vậy nè, cho lát mình dễ lấy cơm dừa ra. Dần. Thằng lát mình đập mình dễ lấy thịt. Ồ, em có kinh nghiệm hơn rồi. Ba trái dừa này của em nó hơi cứng quá. Ấm đang kiếm dừa khác. Hơi cứng cơm. Trái này bẻ em bậy. Quê lũ gì vậy? Em mời anh chị. Nước có ga thiên nhiên. Cameramen. Yo. Cái này quầy một đó hả? Dạ một quầy. Đây con nải cái này cho ấm đập cái này cho con đi, con nải được tới đó rồi á. Đập nước lên, chồng uống nước thì uống một chồng. Mày mày xì gấp cứt nữa đó. Không kể đi. Ngày này đó cô xưa của ông mà. Đập mà chưa ở xưa là ông làm mà. Xưa bà làm mứt dừa hả bà? Làm bán. Còn cái áo này đây, đi đây đi đó, đi dính mũ mà biết máy ăn dụng cái gì, nhiễu hay là mũ nhiễu không biết. Tại còn cái quầy kia khô hơn, tôi với nó hồi bể quầy này đi. Vừa mà mất nó ngay cái kiếp khó lắm, đâu phải dễ đâu. Nè lấy cái dao này đem qua ông đập cho bỏ sắt vô đó. Đây em có hai loại. Cái này thì nãy em bẻ nó hơi cứng quá, làm cũng được nhưng mà ăn nó không có ngon. Làm ra thì cái miếng mứt dừa mình nó sẽ đẹp hơn nhưng mà nó không ngon. Còn cái miếng này nè, nó mềm hơn nè. Đó, làm ra thì ăn nó dẻo dẻo ngon lắm. Nên là em có một trái này thôi, em làm một trái này với hai trái này. Hai trái cứng.
Là hoài 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 luôn hả? Chưa, cái này nó chưa có bằng. Lâu tính là mấy chục năm cũng đâu có bằng đâu. Hồi gã chứ nếu thì giờ cái hai từ đi ghe tới giờ vậy là 20-30 năm này, mới bằng đầu tiên. Sao hồi thành nước màu đem tao cười xỉu. Mà sao? Thành nước màu nó kêu mày suốt câu dí làm đây, câu dí mày với câu xíu làm suốt. Chà, ấm mới gặp. Con hồi xưa nó cũng gãy à không? Không. Nhưng mà ăn thì mình khó ăn thôi. Nó quá. Ăn nguyên công dài. Mì cũng dữ đó. Tại nó mềm lắm, của con mềm nó dễ vào hơn. Ai dài có thưởng thưởng không? Thưởng cho anh cậu. Vượt lên chiên mình. Rồi Đức ơi. Hãy vững tin bền nhé. Dạ. Mì không ai. Dạ. Ai dài hả? Chắc hôm nay thua quá. Đó. Tao chấm điểm coi ai vậy hả? Mấy ai hả? Tao hả mà. Ủa thiệt vậy luôn hả? Để nguyên chùm vậy luôn, vô sên luôn. Này thì mấy cọc dài, ham dài. Ham dài ngoài sên khó đó. Em sợ nó cũng gãy nè. Không gãy. Vừa cứng quá hả? Thì nó không gãy, còn vừa này nó hơi cứng. Em sẽ rửa đến khi nào mà nước nó trong. Giờ em sẽ chia ra cái dừa này ra làm ba để em làm ba màu nha. Đó. Em lấy một cọng. Cọng này dài nè. Ủa. Cọng này dài nè. Ủa. Cọng này dài nè. Giờ em sẽ ướp màu vô nha. Cái này là màu lá cẩm nha anh chị. Đây là màu lá cẩm. Chế vô. Một màu tim tim. Chấm thêm tim tim. Bên đây sẽ là màu của hoa đậu biếc nha anh chị. Wow. Rồi chắc bị nhạt quá. Sao nó nhạt quá. Màu này chắc nhạt rồi. Tổng cộng là em làm 3 màu. Một màu trắng tinh khôi. Một màu tím hoa học trò. Một màu xanh bình yên. Xanh này đẹp mà xanh nhạt nhạt. Nó ở dưới nó bắt đầu đậm lên rồi nè, đó. Nó thấm vô đó. Rồi em bỏ mỗi phần một chén đường. Ít đường hả? Xài cho nó khô rồi luôn hả? Ừ, cho nó khô rồi. Dạ, dư đường là gì nè? Hồi nãy ăn chén là dừa đó đi. Dạ. Nó bông lên. Nó bông lên đó hả? Nó bông lên chín rồi.
mà đường quá. Con sợ nó nhạt á chứ nè, phải làm ít ít nó ra màu hồng hả? Ừ, mới bốc biết đi. Xong cái nó nguội đi rồi trộn lại. Hôm nay con xào tiếp cho. Vô làm đi, tôi có sẽ ấm làm cho.